đang có mặt tại tiệm tóc Tiên năm 2016 của khối du lịch nội địa, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist. Năm mới đến đến, Trọng Nghĩa và Mỹ Linh xin gửi đến toàn thể quý vị khách quý, ban lãnh đạo cùng tất cả các anh em quý nhân viên du lịch cũng như là phòng kinh doanh du lịch và các du lịch nội địa là chúc mừng đồng nghiệp nhất. Đến từ phòng hướng dẫn để mở đầu cho chương trình Tết Liên 2016 chào xuân 2017 của khối du lịch nội địa đêm nay. Thưa quý vị, hãy dành một tràng vỗ tay thật to cho Phương Thanh, Ngọc Nhị, Hồ Vân cùng với các phụ công Kim Hương, Thanh Thương, Linh Phụng, Cổng Nhung, Kim Xuân và Lan Hương. Và kính quý vị, năm 2016 đã khép lại với nhiều sự kiện nổi bật, đánh dấu 42 năm thương hiệu Sài Gòn Tourist hình thành và phát triển năm 1975 đến năm 2016. Và trong bối cảnh hàng loạt biến động và thách thức của mang tính toàn cầu, lữ hành Sài Gòn Tourist vẫn luôn vững vàng với vị trí hàng đầu của mình về kinh doanh hiệu quả, uy tín thương hiệu và năng lực kinh doanh trên các mặt trận chiến lược du lịch quốc tế, du lịch nội địa và du lịch trong nước ngoài. Các danh hiệu và giải thưởng một lần nữa thể hiện sự tin cậy với chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn phục vụ khách hàng và thương hiệu lữ hành Sài Gòn Tourist. Trong đó, khối du lịch nội địa đã góp một phần nhỏ vào sự thành công của lữ hành Sài Gòn Tourist để đạt được những danh hiệu và giải thưởng cao quý nhất trong Việt Nam và khu vực châu Á. Và kính quý vị, một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật to để chúc mừng những kết quả mà chúng ta đã gặt hái được trong năm vừa qua 2016. Kính quý vị, trong thời tiết đất trời chuyển mình và chúng ta đang chờ đón Tết Tân Sửu 2017, phố du lịch nội địa đang cùng nhau hội tụ bên nhà hàng khách sạn của Metropole trong một không gian rất là đầm ấm để tham gia tiệc tất niên. Và đây cũng là một truyền thống tốt đẹp để chúng ta cùng nhìn ngắm lại một năm vừa qua với những thành tựu đáng trân trọng và cùng đón chào một năm mới với những thách thức, cơ hội và sẽ luôn vững tin mình sẽ vượt qua khó khăn và gặt hái nhiều thành công. Và đó cũng chính là lý do của chương trình tất niên tối đêm nay. Vâng, kính quý vị.